Rồi, ok thì acc hôm nay là acc ER Noxus. Thì acc này 200 296, acc này tôi không hiểu luôn, 6 triệu lượt chiến. Quay. Ôi má, lại thêm acc cũ nữa à. Quay, mày acc này là top 5 server. Đúng không? 296. 61 triệu lượt chiến. Quay. Mà tại sao nó top server mà sao nó thọt cấp? À không thọt. Thằng này top server mày. Thằng này top server mày biết không? Ủa, trong server nó chắc cũng 113. Ủa sao, server này. Ủa 296. 296 mà sao thọt cấp dữ vậy? Đúng không? Hai trăm chín mươi sáu mà server này cấp 113. À rồi rồi rồi, server này không có chạy. server này 296 là không có chạy kiểu thế lực. À, không sao không sao, bình thường anh em ạ. À, bình thường server này bình thường không thọt. Miếng này là bình thường, ví dụ như tôi kêu hết rồi bình thường là không có tầm 115. Tại vì hôm bữa tôi vô tôi làm clip lưu trữ một ạc là 270 mấy, 275 á, là cái ạc đó cấp 114 hay 115 gì rồi. Tôi thấy vô 113 hơi bất ngờ, nhưng mà vô server thì lại, mày vô server lại đều 113 luôn à. Ừ, có người 110 luôn nè. À, bình thường không, này bình thường mấy anh em ạ. Quầy mày skin hay rồi, con cái thứ hai tăng top 2. Trời ơi, flash 2. Ôi mực, có phượng 2 luôn. Trời ơi, đủ. Ôi mấy ạc nhà giàu ơi. Trời ơi mấy, chiến thần server này rồi. Hình như thằng này. Ôi mấy, kinh như vậy. Để coi thôi, để coi trang bị coi. Quay, mẹ nạp ác mấy ông à. Full bộ đi cây. Rồi, vô cái sư cũng đủ bộ thần cơ luôn. Này chưa năng. Tăng top về đang mít đồ. Thế coi. Thế này cùi nha, thế này roll lại nha, thế này roll lại, thế này cùi nha. Thế này bình thường. Rồi cái này bình thường, nói chung là thể cũng tăng top bình thường, nó không có gì nổi bật. Con skin. Rồi cơ bản. Hai dòng tăng combo, thế này ngon, thế này ngon. Thế này ngon cực. Thế này ngon cực. Ôi thế này cùi với gứt. Cái thế này em roll lại đi trời. Nói chung là ạc này không có đầu tư thẻ. Ạc này không có đầu tư roll thẻ nhiều. Thẻ bị yếu quá, ạc này thẻ bị yếu quá. Để tôi thẻ bổ trợ con. Ôi đi tóc à. Trời ơi. Chết chưa, hiền gì ăn hành là đúng rồi. Ạc top shiver mà biểu sao mà giờ này mà top shiver cô flash full đồ. Full bộ hỏa lực. Công cho cố vô xong không có ba dòng tóc. Trời ơi, bảo sao. Trời ơi, không có ba dòng tóc. Rồi chơi tới bây giờ mà chưa có ba dòng tóc là chết rồi. Để coi thử con Sunic có ba dòng tóc không. Rồi con Sunic thì có, con Flash thì chưa. Ron nó sẽ tách bao nhiêu rồi, 540 chưa. Rồi 540 luôn, rồi khổ chưa. Bao nhiêu tóc đây rồi. 1.300, nói chung cũng tạm. Rồi, nói chung về mặt cơ bản thì tướng gần như là đầy đủ, không thiếu thứ gì. Đấy. Đấy, để coi thử còn bao nhiêu giấy đen. Đây, 105 giấy đen. Đúng rồi. Thằng này quy hơn nè. Thằng này quy hơn nè. Ngoài ạc này quay hơn nè, chứ giờ này mà còn trăm vé giữa tháng 80 đầu tháng 40 rồi. Ok, đủ đi cây, bỏ năm đầu đủ đi cây, nhưng mà bỏ năm đầu ngưng nạp hay sao vậy, hình như ngưng nạp rồi hay sao vậy. Đúng rồi, ngưng nạp rồi mấy em, mà hôm nay chưa mua với điên luôn. Có cái nào ạc này mua lại không ta, chứ sao mà nếu mà nạp thì phải mua đều gói random này chứ.
không? Hôm nay chưa thấy mở. À, hay nạp ít mấy anh em à, nạp ít lắm. Giờ này bình thường. Đồ thì mua sạch hết rồi. Ác này nạp cái bây giờ là nạp cái này là nạp này, nhưng tôi không thấy là chắc không có nạp thêm. Không có nạp thêm cho nên trong mặt không có thủy tinh. Có với điên thì hôm nay cũng bỏ luôn, chắc ngưng nạp rồi, cái này lấy kịp PK thôi chắc ngưng nạp rồi. Chạy dây đồng đầu ngưng nạp rồi mà tham vọng quá nhờ. Con nào cũng Awake cần 2 khét nhờ. Nè. Con nào cũng 2 luôn nha. Skin 2 nè. Tăng top 2 nè. Mua cái sư 2 nè. Flash 2 nè. Mực 2 luôn nè. Đâu mực 1. Phượng là Phượng quay luôn nè. Nói chung là... À khá là trái. Trái đấy mấy anh em. Cho nên là... Nếu mà ngưng nạp thì hơi uổng. Nếu mà bỏ 5 đầu thì hơi uổng, nhưng mà có con Phượng rồi cũng được. Đấy. Nói chung mặt này quay là nếu mà quay Awaken 2 còn có tầm 2.4 dí không á. Toàn quay dưới 300 không á, nói chung là dưới 300. Mặt này nếu mà quay là toàn dưới 300 không á là mát hơn luôn á, mặt này là phải siêu hơn luôn á thì mới quay được như vậy. Đấy. Đủ bộ đi cây luôn nè, nhìn kinh vậy. Nhưng mà nếu mà tính ra mặt này chơi, nhưng mặt này chơi chưa mát được tối đa của mặt này. Do không đầu tư nhiều. Lạ kỳ vậy. Cái bộ trên đây là cái bộ để kích cho anh hùng mà đi lắp cho quái nhân, mà tại sao không dùng cái này. Nếu mà muốn đi năng lượng tại sao không dùng cái sục sôi. Dùng sục sôi này thì kích được quái nhân ngon nghe. Cái này là mặc định cho anh hùng mà hiểu. Vũ trang ok ít đấu rồi, ok rồi, chỉ có cái này là lấn cấn ở chỗ này. Tại sao lại để cho bên quái nhân ta? Nếu mà muốn kích năng lượng tới như vậy thì đi cái bộ này cũng ngon à. Bây giờ anh hùng với quái nhân nó xem nhau mà. Bây giờ anh hùng nó cũng có 2 con rồi, này nếu mà kích thì bỏ vô cho bên anh hùng nó cũng kích, nó cộng được 400 độ năng bình thường mà. Bỏ cho bên anh hùng nó cũng cộng mà, còn tại sao không để cái này, để cái bên này, để cái sục sôi nó sẽ ngon hơn chứ. Cái sục sôi là nó chuyên kích cho bên hệ quái nhân luôn nè. Cái này đang làm, khi nào mà tôi làm clip tính năng chiến thuật nâng cao tôi đăng lên, tôi cũng có nói về cái này nè. Tại sao không để bên quái nhân. Nói chung là ạc này nha, ạc này tôi đánh giá nha, ạc này chơi chưa mát tầm. Thiệt. Đặt này chơi chưa mắt tầm đâu, nói chung là nằm top 5 trong server vậy thôi, nhưng mà nếu đánh BK thì nó không ngon. Tại vì thứ nhất là thẻ chưa ron để cho nó mát. Tính năng chiến thuật thì cũng chưa xây dựng. Hình như là ngưng nạp luôn rồi. À, không lấy viền luôn. Đánh vinh dự cũng không đánh luôn, vinh dự chắc biết cuối tuần có đánh hay là không. Nhưng mà bắt đầu đang trong trạng thái bỏ bê rồi đó. Rồi mấy ông thấy không? Rồi mấy ông thấy hai thái cực không? Cái ạc này nha, nếu mà tôi tính không lầm là 3 con gần nhất quay dưới 300 vé. Bây giờ coi thử đá còn dư không là biết à. Bây giờ coi thử con tăng top còn dư bao nhiêu đá là biết à. Nè, còn dư một đá là quay hơn. Còn dư một đá thế này là chỉ có quay hơn. Con skin nữa, dư nhiều không? Dư hai đá hầu như là quay hơn. Thì ạc mà đang có lọc như thế này mà không chịu chơi thì không biết tại sao lại không nạp hay là không đầu tư nữa. Nhưng mà cái này thì hơi uổng. Có làm clip lưu trữ CVC bình thường nha. Rồi. Nói chung nếu mặt này mà chơi thì lấy coi đi chơi bình thường thôi. Nhưng mà khuyên nha. Khuyên là nên đầu tư chơi cho nó ok một chút. Nếu mà mua mặt chơi rồi thì đầu tư lại chơi tìm hiểu một chút. Chứ mặt này đang hên nha. Mặt này đang có lọc nha. Thì nếu mà bỏ bê một thời gian nữa là mặt nó thọt lắm ấy nha. Đấy. Rồi, ok, xong rồi. Đây nè. À.